một nữ diễn viên tài năng thuộc đoàn kịch của nhà hát Tuổi Trẻ. Với phong cách mạnh mẽ và cá tính, cô đã gây ấn tượng với đông đảo khán giả hâm mộ phim truyền hình Việt Nam bằng các vai diễn sắc sảo, mạnh bạo. Bí quyết gì để chị luôn giữ được nét trẻ trung, tự tin trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình? Làm các dịch vụ của DK thì mình luôn an tâm, luôn có cái tâm thế là an toàn. Cứ kiểu cảm giác là thôi cứ mang thâm sang đây, em muốn làm gì thì làm, miễn sao là chị được đẹp. Sau khi thực hiện làm đẹp tại DK Clinic, chị Minh Cúc thấy làn da của mình đã thay đổi như thế nào? Điều đầu tiên mình cảm thấy là nhìn làn da của mình rất là tươi và sáng luôn, đẹp cực kỳ. Tự nhiên thôi ra, ôi xinh thế. Ôi xinh thế. Đang rất là thích, đang rất là sướng. Để da luôn tươi trẻ, căng tràn sức sống, trước tiên phải có một chế độ chăm sóc da khoa học. DK Clinic tự hào là thương hiệu làm đẹp nâng hạng nhan sắc cho diễn viên Minh Cúc. Cảm ơn DK.